Good morning everyone. Xin chào cả nhà nhé. Wow, hôm nay ở trên bài cô đăng trên trust của cá nhân cô có một hình rất là yêu lắm mình ạ, hình con chó. You know, this picture takes my time. Em cái ảnh này làm cho cô mất thời gian đấy. Cô muốn có muốn nhắn nhủ cái gì đấy là hãy giữ ấm nhé, vì trong thời tiết này chúng ta rất là dễ bị lạnh ạ. Và nhất là trong cái đợt dịch corona này, các em phải luôn luôn giữ cho chúng mình có một cái sức khỏe đề kháng thật là tốt các em nhé. Xin chào các bạn. Và em các em biết có một các em biết tại sao ở trên cái task cá nhân mà cô lại cho đăng hình con chó mặc ấm như vậy không ạ? Vì để chúng ta nhìn nó rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu phải không các em? Bởi vì một cái chất đề kháng tốt nhất cho các em biết là gì không ạ? À, đó chính là sự miễn dịch. Sự miễn dịch mà có một loại thuốc nó tên là happiness. Xin chào cả nhà. Nó có một loại thuốc tên là happiness. Cái loại thuốc này sẽ giúp các em có một cái gọi là sức đề kháng rất là tốt. Corona nó cũng rất là sợ cái loại thuốc này. Ok. Đó, cho nên cô đã cố tình chọn tâm hình con hình đó cho chúng mình đấy. Rồi xin chào các em. Good morning. Xin chào. Nào. Chúng ta hãy nhớ lời cô là gì ạ? Trước khi buổi học ngày hôm nay là chúng ta phải khởi động một chút để cho chúng ta ấm người lên nhá, đừng để cơ thể chúng ta bị lạnh ạ. Giữ cho cơ thể ấm. Vì khi mà em học cao nữa, các em sẽ hiểu là thân thể của chúng ta quý như thế nào các em ạ. Cô thấy một số người đợt này trên mạng ghi là lúc đầu ấy thì người ta ghi là sự nghiệp là quan trọng nhất, nhưng bây giờ trong cái thời gian corona này thì cô thấy rất nhiều bài ghi là gì ạ? Cái quan trọng nhất đấy chính là sự sống và sức khỏe đấy. Đúng ạ. Rồi. Wow, Thùy Linh really dậy thức khuya thế em. Không nên thức khuya đâu, đi ngủ sớm, muộn nhất là 11 giờ với sau đó chúng mình dậy sớm học cũng tốt mà nhá. Nào. Rồi em làm cô cảm động quá. Ok, nào chúng mình bắt đầu cùng một ngày mới với chuyên đề với topic appearance. Ok. Rồi, và chúng mình hãy cùng cô viết một số cái collocation nhé. Nào, chuyên đề về appearance. À, thế chết rồi. Really? Chú ngủ á? Chắc lại ngủ ban ngày hả? Wow, không, chả hiểu sao học sinh hay thế. Rồi, lấy mình ơi, đợi cô tí, chết rồi, cô quên mất rồi. Để cô sẽ cho các em, cô cho các em đường link nhá. Quên rồi. Tôi có bảo làm xong rồi cũng quên khuấy mất. Đây, cô tí. Sao cho em này. Chết rồi, quên. Cái con link thì tí nữa, bởi vì chúng ta học này phải qua cấu trúc ạ. Đây, đợi cô xíu. Wow, sao nhiều bạn giờ này chưa ngủ thế? Không nên đâu. Dậy sớm tốt hơn, ngủ sớm tốt hơn ạ. Đây nha, để cô với nào. Để cô ghim cái bình luận này vào cho các em nhá. Quên. Ghim bình luận. Rồi, đã xong đấy. Cô ghim rồi đây nhá. Đấy, hôm nay ít bạn buổi sáng xem hơn mấy bạn một chút hôm trước thì chứng tỏ là đang ngủ khì rồi đúng không ạ? Rồi, không sao ạ. Trên con đường thành công không bao giờ chân được kẻ lười biếng đâu nghe. Nó bắt đầu nhá. Với chủ đề ngày hôm nay chúng ta có những từ vựng và những cấu trúc như sau. Các em ghi cùng cô này và sau mình sẽ đọc cùng nhau nhé. Từ đầu tiên đó là từ figure. Các em biết cái từ figure nó còn cái nghĩa gốc của nó là đặc điểm phải không ạ? Nhưng cái từ này trong về chuyên đề appearance nó còn có nghĩa là vóc dáng. Tiếng Anh một từ mà nhiều nghĩa lắm ạ, trong văn cảnh khác nhau nhá. Ok. Ví dụ như là một người mà có cái dáng đẹp thì các em dùng cho cô là beautiful figure. Ok. Ví dụ một người mảnh khảnh em dùng từ gì? Slim figure, chữ R nhá, F-E-R. Ok nhá. Rồi cái từ số 2, ví dụ như là một người có dáng rất là đẹp, có hình như kiểu đồng hồ cát ấy, thế thì chúng ta sẽ dùng từ nào? Đồng hồ nói về giờ đúng không? Hour. Nhưng mà không phải dùng từ cát đâu, mà là dùng từ class figure. Đấy, hình dáng người là đồng hồ cát phải không ạ? Rất là đẹp phải không? Rồi, từ số 3,
À, ví dụ muốn nói là một người rất là khỏe mạnh vạm vỡ, em sẽ nói là well built. Well built. Đây phải xây dựng đâu ạ, mà người ta gì là vạm vỡ, à, cơ bắp rồi được cuồn cuộn luôn. Đúng không ạ? Nào từ số 4. Ví dụ muốn nói là dụ như là da trắng chẳng hạn. À, cái từ này sẽ đọc cho học trong bài đọc của chúng ta ngày hôm nay. Da trắng chúng ta sẽ nói nào? Không dùng từ white mà em dùng cho cô là từ fair complexion. Cô Hoa sẽ, nó có rất nhiều mẫu câu nhưng cô sẽ dùng những cấu trúc mà sử dụng của lớp 11, 12 chúng ta thôi. Lớp 12 sẽ, các em sẽ gặp tất cả từ này trong bài của chúng ta thôi nhá. Rất là quen. Da trắng. Ok. Rồi. Đấy là về da này. Ví dụ như là nói về, gọi là gì nhỉ? Gương mặt đi. Dụ gương mặt tròn, gương mặt nọ kia từ đấy. À, gương mặt tròn các em dùng từ nào nhỉ? Đó là từ round face. Chứ phải dùng là circle đúng không ạ? À, mặt tròn. Mặt tròn được không ạ? Rồi. Đó. Thế bây giờ ví dụ gương mặt cằm nhọn, V-line chẳng hạn. À, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói từ nào nhỉ? Pointed face. À, gương mặt V-line. Được không ạ? Nhá. Từ số 7. Ví dụ như là, ôi dồi ôi. Hay là ví dụ mình muốn khen mà ai đó bảo, ui, trông bạn trẻ thế, trẻ hơn so với tuổi của bạn đấy. À, đúng không ạ? Rồi. Thế thì đây câu này cũng có trong bài cô cho chúng mình rồi này, đó là look younger, giới từ gì nhỉ? À, có phải at không ạ? Không, chúng ta có cấu trúc là ví dụ ở độ tuổi bao nhiêu đấy, chúng ta dùng cấu trúc là gì ạ? At the age of, đúng không ạ? Ví dụ tuổi 15 chẳng hạn, 15, đúng không? Nhưng mà trẻ hơn sau độ tuổi chúng ta không dùng at, mà hay là các em dùng at cũng được, mà lúc chúng ta dùng từ for, look younger for your age. À, bạn trẻ hơn so với tuổi của bạn đấy. Được chưa? Đấy. Rồi. Hay là ví dụ một người bảo là bạn bao nhiêu tuổi? À, bạn đoán được cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi? À, khoảng 40 50 gì đấy. À thế thì anh cô ấy ở tuổi trung niên rồi, đúng không ạ? Thế thì lúc đó chúng ta dùng cấu trúc là to be middle. Trung là giữa đúng không ạ? Middle age. Và các em nhớ này, cái này là tính từ nhé, cho nên phải dùng động từ to be đây nhá. Rồi, cho nên chúng ta dịch là gì ạ? Trung niên. Trung niên. Đúng không? Ok. Ngoài ra chúng ta có một cấu trúc rất hay, ví dụ mà ôi người này già rồi đấy, thì ví dụ chúng ta nói hay nói là gì ạ? To get older, to get older, à, trở nên già hơn đúng không ạ? À, thế thì chúng ta còn có một cấu trúc nữa, đó là to get on a bit. À, get on a bit người ta dịch là gì ạ? Già đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo nhé, chúng ta có một số cấu trúc như sau. Bây giờ ví dụ muốn nói là là gì nhỉ? Cô này trông rất giống một người mẫu mà tôi quen chẳng hạn. À, chúng ta sẽ gặp một cấu trúc như sau. Em yêu cô này, cấu trúc số 10 y nhá. Chúng ta biết cái từ bear là chịu đựng, hay danh từ gọi là con gấu đúng không ạ? Phiên của nó sẽ là air, bear, to bear a striking resemblance. Nào, cái từ này phải là rất quen game không? Siêu quen đúng không ạ? Từ này nghĩa là giống đúng không ạ? Thế thì trông giống như thì chúng ta không nói là look the same, đấy là chỉ là mắt nói thôi. Nhưng trong bài kiểm tra chúng ta, trong bài ngữ pháp chúng ta sẽ lại dùng cấu trúc này. To bear a striking resemblance. Ok? Rồi. Bây giờ, ví dụ như là chúng ta hay học gặp một câu này trong bài này. Ví dụ muốn nói là, gọi là gì nhỉ? Chúng ta hay nói là họ chín chắn lên. Tức là tính cách rất là trở nên rất là người lớn ạ. Thế thì luôn là cái dùng cho cô cấu trúc như sau, to grow. Và chúng ta đến với rằng là sau grow sẽ là tính từ phải không em? À đúng không ạ? Đúng rồi, và cấu trúc này cũng như vậy, chúng mình sẽ nói to grow old, gracefully. Gracefully. Cái từ gracefully đứng một mình người ta dịch là gì, em còn nhớ không nhỉ? Đó là duyên dáng, phải không ạ? Duyên dáng. Nhưng cái cả cấu trúc này người ta là người ta chín chắn lớn lên đúng không ạ? Rồi, cấu trúc số 12. Cấu trúc số 12, ví dụ muốn nói là gì nhỉ? Thừa cân. Thôi để cô xong một cái từ khác trước đi. Ví dụ như muốn nói là ăn mặc lịch sự chẳng hạn, thì các em hãy sẽ hay nói là gì? Ăn mặc đẹp lịch sự, các em hay nói là gì ạ? To be well dressed, đúng không ạ? Đó. To be well dressed, đây là một tính từ các em nhé. Và riêng cái từ này đã bảo cấu trúc như sau, well là trạng từ, phải không ạ? Đó.
trạng từ thì cộng với một dressed ed, người ta gọi là phân từ hai. Bởi vì chúng ta có một cấu trúc là trạng từ cộng với phân từ hai thì thằng này nó là tính từ. Đấy, ăn mặc đẹp. Được chưa? Rồi. Đấy, to. Đó. Thế ngoài cách nói này ra, chúng ta có một cấu trúc nữa, đó là gì đấy ạ? To get done up. Ai? Thế thì khi mà người ta bảo tìm từ đồng nghĩa, cấu trúc đồng nghĩa, các em sẽ phải biết cấu trúc như này. To get done up. Nhá. Ok. Rồi. Hay là gì nữa nhỉ? Chúng ta có một cấu trúc ví dụ như là ví dụ bảo ôi trời ơi, người này trông sáng sủa thế, thông minh thế, đúng không ạ? Thế thì ngoài cách nói như là gì ạ, smart, em thấy rất là quen, đúng không ạ? Thì chúng ta còn có một cấu trúc nữa, đó là to be well turned out. Đấy. Bình thường cái từ turn out mà đóng vai trò là một phrasal verb, là một cụm động từ đấy ạ, phrasal verb. Thì người ta gì là hóa ra là, hóa ra là, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà đây là to well turn, to be well turned out, nó là tính từ em nhé, sáng sủa thông minh. Ok, được chưa? Rất là trông rất là sáng sủa thông minh. Đó. Hay là ví dụ một người bảo ôi cô này trông trẻ và khỏe mạnh thế nhở, thì lúc nào chúng em sẽ dùng cho cô một cái cụm từ, đó là trẻ. Em hay cái từ young đúng không ạ? Young appearance chúng ta sẽ nói như vậy đúng không? Nhưng mà những cách đấy chỉ là văn nói thôi. Văn viết em dùng cho cô là youthful, youthful appearance. Được chưa? Appearance, người ta dịch là vẻ ngoài rất là trẻ khỏe, trẻ khỏe. Tuy nhiên nói về bên ngoài rồi, vì cái appearance là nói về hình dáng bên ngoài rồi, phải không ạ? Nhá. Rồi. Hay là ví dụ ăn mặc mà, ví dụ bảo là ô cô này trông trẻ khỏe thế nhở, nhưng mà trong cái độ tuổi cũng khoảng ngoài 30-40 rồi. Thế thì lúc đó em sẽ dùng cấu trúc gì đây ạ? Nào, em ghi cho cô ha, cấu trúc số 15. Cô ghi luôn trên này, đỡ phải lấy từ khác. Tiết kiệm nhỉ. Cấu trúc số 15, chúng mình sẽ dùng cấu trúc là to be in. Dùng từ in cho cô nhá. In his or her, đúng không ạ? Khoảng 30-40 tuổi. Ok, yeah, 30s or 40s nhá. Rồi. Nhưng mà bây giờ mà xong rồi bà chứ, bà lão này chắc phải 80 tuổi rồi, và chắc là bị tai không nghe rõ cho nên bạn phải nói to lên, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ có một cấu trúc như sau, là gì nhỉ? To be hard of wearing, hearing, đúng không ạ? Ok, yeah. Thế ta dịch là bị lãng tai, các anh nghe rất là khó rồi. Các em dùng từ tự ở cho cô nhá. Ok, xem còn gì nữa không nhỉ? Thừa cân thì sẽ nói nào, thừa cân sẽ nói nào các em nhỉ? To be overweight, thừa cân, đúng không ạ? Thừa cân, đúng không ạ? Overweight nhá. Rồi, hay là gì đấy ạ? Để cô xem nào, thừa cân này. Thế chiều cao trung bình thì nói nào, medium height, medium height, chiều cao chỉ trung bình thôi nhá, không cao không thấp, đúng không ạ? Chiều cao trung bình thôi, đừng có thấp quá, cao quá trông cũng không đẹp, đúng không ạ? Nhà cô thấy những người cao quá lúc nói mặt cứ phải, mình cứ phải ngồi lên trên. Hey chị này. Rồi nào, số 50, so I want you to to listen and repeat after me please. Em đọc theo cô Hoa nhé. Nào, bắt đầu để nhớ đọc theo chứ phải chỉ là nghe. Bây giờ đến giai đoạn đọc là phải đọc, đúng không ạ? Rồi, và các em muốn nghe lại đọc các từ đó thì các em có thể xem lại cái livestream đó, không sao cả nhá. Nào, again please. Appearance. Ok. Đó. Nào, figure, beautiful, slim, hourglass figure, well built, fair complexion, round face, pointed face, look younger for your age, be middle age, get older, get on a bit, bear a striking resemblance, grow old gracefully,
Well dressed. Get done up. Smart. Well turned out. Youthful appearance. Cô đang slow down đấy, chậm đấy. To be in his or her 30s or 40s. Be hard of hearing. Be overweight. Medium height. Ok, rồi. Đang, xong nhá. Vậy là ngày hôm nay chúng ta học được bao nhiêu ạ? 18 cấu trúc, đúng không? Đấy, rồi. Cứ mỗi ngày một tí này, quá là nhiều thứ. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta làm cho bài tăng kem nhớ này. Học từ vựng như thế này sẽ rất là tốt, đã là bước 1. Nhưng cái bước này nó sẽ bị lãng quên và quên lãng nếu các em không làm bước số 2. Đó là phải cho từ vựng đó vào trong văn cảnh. Đó là cái học rất thông minh ạ. Bởi vì các em lúc em nói người ta có bảo là mình phải nói từng từ đâu, mà phải nói cả câu chứ ai nói từng từ, em bé à? Đúng không? Em bé bia cô thì phải thế thôi, đúng không? Rồi, nào, chúng ta sẽ cùng học một số từ, vừa học và còn thêm một số từ nữa nhá. Nào, cùng nhau theo qua này. My best friend Jenna is absolutely gorgeous. Wow, cái từ gorgeous rất là hay các em ạ. Từ này rất hay làm bài đồng nghĩa tránh hiếp, đúng không ạ? Gorgeous, gorgeous có nghĩa là gì ạ? À, tiếng Việt chúng mình trong từ điển người ta dịch là tao nhã, phải không ạ? Yeah, rất là tao nhã. Thế thì absolutely gorgeous người ta bằng cái từ extremely beautiful. À, it means cực kỳ đẹp, đúng không ạ? She has long, slick, jet black hair. À, xong người ta giải thích này, slick là gì? Là smooth và straight. À, đấy. Học đồng nghĩa trái nghĩa là ở đây chứ đâu. Hiểu chưa ạ? Rồi. Thế còn jet black có nghĩa là perfectly black, tức là đen tuyền, mái tóc đen tuyền. Ok các em? Nhá, chứ phải máy bay phản lực gì đâu ạ. Ok, rồi. Pale blue eyes. Pale, it means light color, tức là màu nhạt thôi. Light là nhẹ đúng không ạ? À, đây là màu nhạt. Đúng ạ? Rồi, màu nhạt tức là mắt màu blue nhạt thôi. And a radiant. Cái chỗ này các em đọc cho cô là A nhé. Ray. Radiant complexion. Có nghĩa là tức là làn da rất là khỏe mạnh. Phải không ạ? Làn da rất là khỏe mạnh. Ok, rồi. People always compliment her. À, các em ơi, học một cấu trúc. Chúng ta học một cấu trúc như sau. Compliment, âm thức số 1 nhé. Compliment somebody on something. Compliment đây đóng vai trò làm động từ, khen ngợi ai về cái gì đó. Ok. Always compliment her on her hourglass figure. À, hình chữ gọi là gì nhỉ? Đồ ngũ cát phải không ạ? Rồi. And ask her what the secret is to maintaining such a slender waist. Slender it means thin, đồng nghĩa trái nghĩa ở đây. Ok. Yeah, waist là gì game? Là cái eo game. Eo nhá. She has a round face. Đấy. And with upturned nose. Upturned nose tức là gì ạ? Cái mũi làm sao ạ? Rất là thẳng đúng không ạ? And she actually bears a striking resemblance. Cái này qua vừa dịch rồi. Trông giống như đoạn. Giới từ gì đây? To a famous singer. Cấu trúc này vừa học nhưng cô sẽ không nhắc lại nhá. Ok. Vậy nên người ta giải thích mất toàn tiếng Anh rồi này, đúng không ạ? Rồi. Và các em nhìn cho cô này. Sau look là loại từ gì đây? Tính từ. Trước tính từ là trạng từ. Cực kỳ giống với, và đây là thành trạng từ extremely. Ok. Rồi, Jenna could get any guy she wanted. Tức là anh nào thích cũng ok hết. Kiểu như vậy vì, đúng không ạ? Cô muốn là anh nào ok hết. Yeah. Vì cô rất là xinh đẹp, đúng không ạ? So I was really surprised when she introduced me to introduce somebody to somebody. Giới thiệu ai với ai? Dùng giới từ gì em? To latest boyfriend. Latest ở đây không phải muốn nhất đâu, mà là latest news. Tin mới nhất, đúng không ạ? Who I think is hideously ugly. Tức là gì ạ? Tôi nghĩ rằng là cái câu này là khá là xấu, đúng không ạ? Khá thôi, it means pretty, hơi hơi thôi. She has curly shoulder length hair. Mái tóc đến tận vai này. That looks rather unkempt. Unkempt hair có nghĩa là messy. Bù dù trông như kiểu là dù ấy, đúng không? It appears that the person doesn't take care of her hair. Người này chẳng bao giờ quan tâm đến tóc cả, đúng không ạ? Rồi, cái từ này nó còn nghĩa là lộn xộn nữa các em ạ. Một cái lộn xộn đấy ạ. Ok. She has a square face. Khuôn mặt hình chữ điền. Mặt vuông hình chữ điền, đúng không ạ? Rồi. And thường thường những người có khuôn mặt hình chữ điền ấy là những người rất là tốt bụng chúng mình ạ. Nói là nhận vì cô thấy nhiều người như vậy. Yeah. And a ruddy complexion. Red là màu gì? Màu đỏ. Reddish là hơi đỏ. Hơi đỏ. Reddish là hơi hơi. Yeah, ví dụ hơi vàng em sẽ nói là yellowish. Được chưa? Rồi.
He deep set eyes. Tức là gì? Mắt trũng sâu. Deep là mắt sâu, kiểu ít ngủ ấy, thì người ta là deep set eyes. Ok. The almost hidden under his bushy eyebrows. Eyebrow là cái lông, gọi là lông gì nhỉ? Tiếng Việt nó ở trên mắt ấy, gọi là lông mày đúng không ạ? Rồi. Bushy, bush nghĩa là bụi rậm đúng không ạ? Ok, bushy là tính từ, tức là như đường dịch là lông mày rất là sắc nét đúng không ạ? Rồi. And he sports a thick mustache. Mustache là cái gì ạ? Là cái gì nhỉ? Râu hay ria là mình nhỉ? Nó là từ cái này là cái ria nhá. Rồi. And a huge sexy beard. Beard, a beard with lots of hair. Beard là râu em ạ. Râu. Rồi. I guess Jenna doesn't mind his facial. Cái thằng này em đọc cho qua là A. Rồi cho cô nào. Vì vậy nhiều bạn đọc từ này là phê lắm bạn. No. Again please. Facial. Cái thằng cờ này là C này là S. Sửa nặng nhá. Facial hair. Ok. Facial hair người ta gọi là cái này. Được chưa? Rồi. Tiếp theo nhá. His body isn't bad. He has an athletic build. Muscle, đọc thêm qua từ này nào. Muscle. Letter C là âm câm, không đọc thằng letter C nhá. Cơ thể mới nhiều các bác, tức là athletic. Athletic build. Có hình dạng, hiện có cơ thể như kiểu của một người vận động viên đúng không ạ? Rất là nhiều cơ bắp. With a broad shoulders. Broad bằng với từ wide, rộng lớn. And muscular. Cái thằng này U này, cái letter U đọc là U, không phải cooler nhá. Muscular arms đúng không ạ? Muscular chính là tính từ của từ muscle, thuộc về cơ bắp, tức là tay rất nhiều cơ bắp đúng không ạ? And he could only trim his beard. Các em chú ý này, cái từ này các em phiên âm của chú cô là ear, beard, beard đúng không ạ? Rồi, ok. Trim cái từ nghĩa này có nghĩa là tỉa tóc. Thấy chưa? Toàn từ quen nhá. Toàn từ gặp trong bài ôn luyện của chúng ta để đại học phải không ạ? Chẳng có cái gì mới cả. And comb his hair. Comb, B là âm câm, không đọc từ này các em nhé. Rồi, I suppose he could not be considered somewhat attractive. Nào, somewhat attractive, nhớ cho qua từ này. Vì đây trong bài kiểm tra của chúng ta có từ này phải không ạ? Có nghĩa là gì? More or less beautiful, handsome, hoặc là more or less handsome. Được chưa? Thì đấy người ta gọi là somewhat, tức là bằng với more or less. Được chưa? Rồi. Thế nhá, nào bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô tương tác. Cùng với cô tương tác cái phần này nào. Mọi sự học chăm chỉ sẽ mất đi nếu em không rèn luyện ạ. Đây là chính là cái bước rèn luyện, chúng ta sẽ có 10 câu, tổng cộng 10 câu. Các em mở đường link cho cô qua đi ạ. Ok. Nào các em mở đường link ạ. Thế nhá. Rồi. Nào cho cô đáp án đấy ạ, chúng mình sẽ cùng ghi nhá. Nào, đọc tiếp qua từ này các từ nào. Comb, curly, deep set, facial, medium, muscular, radiant, slender, striking, trim. Ok, chào Vũ Mai Duyên nhá. Rồi, nào, chúng ta hãy cùng thử phân biệt xem nào. Thử làm bài của quên mất. Nào, một sẽ được again. This moisturizer will give you a complexion. Nào, gì đây các em? Will give you a cái gì? Complexion nhỉ? Nào, có chút đây. Đây, ở đây chúng ta có từ cấu trúc số 4 qua vừa dạy chúng mình này. Đó là từ gì đây? Fair complexion có nghĩa là da trắng. Fair, ví dụ mình nói là fair hair, hôm qua mình học đấy, hôm qua học về đấy, cái từ fair hair thì là tóc vàng, nhưng mà nói về da thì phải là da trắng, được chưa? Cái từ complexion có nghĩa là cái sự cuốn hút đấy ạ. Nào vậy chúng ta dùng từ nào đấy ạ? Chúng ta sẽ cần một tính từ phải không các em? Nào tính từ gì đấy ạ? Sẽ nhiều đường link đấy ạ, làm chúng mình ơi. Wow, đúng rồi, chính xác. Bạn Ngọc Harvard nói là radiant, chính xác ạ. Ok, that's good. Radiant. Radiant bằng với từ gì nhỉ? Chúng mình nhớ không?
À, bằng cái từ beautiful đúng không ạ? Đẹp đúng không? Rồi, bạn làm rất tốt ạ. Rồi, tức là cái chất dưỡng ẩm này, kem biết cái từ moisture. À, các em biết từ này thì học không phải nhắc đúng không ạ? Moisture là chất là độ ẩm đúng không ạ? Khi mà moisturizer là chất giữ ẩm sẽ làm cho bạn có một cái da rất là đẹp đúng không ạ? Rồi, vậy đáp án của chúng ta sẽ phải là radiant. Quá siêu. À, tốt, tiếp. Câu số 2 các em ơi, câu số 2 nào. She has a waist and wide hips. Hips là cái hông, waist là cái eo. Nào, câu 2 sẽ là gì ạ? Các bạn khác không làm là không hiệu quả đâu nhá. Đằng nào mất công dậy sớm học còn thôi. Làm đi ạ. Học luôn ạ. Câu số 2, việc hôm nay chưa để ngày mai. Rồi. Hips là cái hông. Hông to thì eo bao rộng nhỏ đúng không ạ? Ok. Rồi, tức là vậy trong câu này mình có từ gì? Slender. Cái từ slender này bằng nó có nghĩa là mảnh khảnh, nó bằng từ slim đấy các em nhá. Rồi, ở đây người ta sẽ dùng là slender. Được chưa? Đấy. Rồi, chúng mình cứ làm chậm đầu cô chữa đấy vì sắp đến giờ học đọc sách của cô rồi đấy. Slender. Giờ nào được đấy chứ cô không bị lằng nhằng đâu. Cả kể giờ này nhá. Giờ đọc sách của cô mà học sinh hay phụ huynh mà có nhắn tin á, cô cũng chưa trả lời luôn đâu, chắc chắn luôn đấy. Phụ huynh cũng vậy luôn. Ok, chính xác, Trang Trang đúng rồi ạ. Tiếp tục, câu số 3 là gì game? Câu số 3 là gì đây? She bears a resemblance to a good friend. À, giới thiệu to of mine. À, anh ta có hình dạng giống như người bạn tốt của tôi. Đúng ạ. Nào, câu số 3 là cấu trúc. Bear a gì nhỉ? Từ gì nhỉ? À, từ này đúng không ạ? Và nghĩ nó là cấu trúc thôi, không gì đặc biệt cả. A striking. À, Khoa vừa dạy cấu trúc là bear a striking resemblance to somebody. Đúng không? Đấy, bạn Trang rất là tốt. Bạn Trang là một trong số học sinh ọp và bạn học rất là chăm chỉ ạ. Tiếng Anh cứ chăm không cần phải quá thông minh đâu ạ. Câu 4 nhá. I've never liked my hair. I wish it was straight. Nó là, tôi muốn là ước rằng nó thẳng nhưng thực ra là chỗ này không thể là từ thẳng được mà phải là tóc gì? À, nhiều người tóc xoăn thì lại, à, tóc thẳng đi làm xoăn. Mà những người đang có tóc xoăn dạng lại muốn làm tóc thẳng. Phải không ạ? Rồi, tăng ngược lại như vậy đấy các em ạ. À, cho nên hãy hài lòng với những gì mình đang có các em nhé. Ok, nha. Thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống luôn luôn lạc quan các em ạ. Ok. À, ví dụ một người bạn mình học rất là giỏi môn toán. À, và mình thèm giỏi bạn ấy lắm. Cô đã có những cảm xúc như vậy ở khi cô học. À, không chẳng sao mà mình giỏi tiếng Anh là ok rồi. Đúng không ạ? Nhưng bạn bảo, ui, giá như tớ mà giỏi tiếng Anh như hoa là tốt quá. À, đấy, ví dụ như vậy. Đúng không? Nha. Ồ, đúng rồi, chính xác. Curly. Curly. Ok, right. Câu số 5 ạ. His eyes make him look very pensive. Nào. Nào, mắt làm sao nghe nhỉ? Make somebody do something. Làm cho ai ra sao? Nhiều chỗ đấy không ạ? Make him look. Thế mà sau look thì sẽ là gì đây ạ? À, tính từ. Nhá. Nào, em cho cô nghĩa đi ạ. À, cho cô đáp án đi ạ. Nào. Câu số 5 sẽ là gì nhỉ? Câu số 5 sẽ là, à chưa có, rồi. Nào, cái gì mắt của anh ấy làm cho anh ấy trông rất là, ở đây nó có từ pensive, có nghĩa là không phải expensive đâu nhá. Nhà, pensive người ta nghĩa là trầm ngâm, tức là cái người này rất là hay suy nghĩ các em ạ. Đúng không ạ? Có thể là do những người hay nghĩ là mắt sâu, hoặc có thể là họ do thức đêm thôi. Đúng không? Có nhiều, nhiều 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 cung bậc đúng không? Rồi tiếp tục, tiếp tục nào. Tiếp tục câu số 5 nè. His, vậy đây sẽ phải là gì? Deep set. Ok, rồi. Câu số 6 là a man with hair I think is sexy. À, sexy người ta dịch là cuốn hút đấy mình ạ. Cuốn hút đấy. Rồi, nhưng mà cái vẻ cuốn hút bên ngoài nhá. Rồi, vậy câu 6 sẽ là gì? Khuôn mặt làm sao nhỉ? Khuôn mặt làm sao nhỉ? Ai còn nhớ nào? Nào, đáp án sẽ là tôi thích đàn ông mà có tóc làm sao đấy. Tôi thấy, tôi nghĩ rằng rất là sexy. Nào, mái tóc làm sao với em? Nào, cô đợi chúng mình nhé. Cô sẽ đợi chúng mình. Cô sẽ đợi chúng mình. Đấy, các em xứng.
Hạnh phúc là gì? Là có người đang đợi chờ mình ấy. Không. Rồi. Nào, có một mái tóc làm sao thế em? Không ạ. Chúng ta có một cấu trúc như sau. Comb, ví dụ như là comb his hair chẳng hạn, là chải tóc đây, cấu trúc. Nhưng mà đây không phải là comb, mà ở đây chúng ta sẽ dùng từ gì ạ? À, facial. Facial hair. Wow. Cái từ có ngạc nhiên không? Hỏi thật có ngạc nhiên không ạ? À, rất ngạc nhiên phải không ạ? Rồi, tại sao lại có cái từ facial hair? Bao vừa rồi rõ ràng qua vừa nói là facial là thuộc về khuôn mặt cơ mà. Đúng không ạ? Rồi. Tại sao lại như vậy ạ? À, tức là facial hair là gì? Hay các em nhìn vào đây để cho em nhớ luôn này. Đây là có râu và có ria, được chưa? Okay. Đúng không? Tóc trên khuôn mặt thì chẳng là râu và ria, đúng không? Râu và ria thì cũng là tóc thôi mà, lại lông thôi, đúng không? Rồi, nhớ chưa? Hôm nay học thêm cái từ này chắc không nhầm đâu, đúng không? Ấy, bạn nào cũng là comb, comb là động từ ấy. With là giới từ thì làm sao đằng sau lại là động từ được? Ok. Đấy. Thế theo cấu trúc thế mới hay, hay ở chỗ đấy. À, cô chết rồi. Câu này không nhìn thấy gì rồi. À, em đoán bậy. Rồi. Nhưng mà cô thì không thích đàn ông có cái facial hair ấy. Rồi. À, câu số 7 là gì đã? Câu số 7. À, câu số 7 cô nhìn lại đề của cô nhá. À, câu 7 cô cái nhìn đường link này. Would you please did your hair? It looks like you've just gotten out of bed. À, đi ạ. Bạn đi cắt tóc, à quên đi, chải tóc đi, trông bạn như vậy vừa ra khỏi giường ấy. Thế thì đấy, lúc này mới dùng từ comb này. Đúng không ạ? Rồi nhá. Rồi, comb your hair. Rồi, câu số 8 sẽ là gì? Đấy, bây giờ là đúng thanh phúc nhờ, đúng không? Câu số 8. I'm not changing my hair story, I'm just getting a. Nào, tôi không thay đổi kiểu tóc của tôi đâu, tôi chỉ tỉa một chút thôi. Nào, tỉa là từ nào? À, trim, đúng không ạ? Tỉa thôi. Và dùng cấu trúc get a trim. Cấu trúc rất là hay nhé, ghi vào ngay đi nhá. À, câu 9 nào. He has a gì đó. He's not particularly strong. Pert, đâu là ơ nhá, không phải pat đâu nhá. Particularly strong, but not especially skinny either. À, skinny tức là gầy dơ xương, skin là da mà đúng. Gầy dơ cả xương nào. Vậy câu 9 sẽ là gì ạ? Anh ta không khỏe mạnh, nhưng cũng không bị gầy, không thế nọ mà không chế thế kia. Thế thì cơ thể làm sao? À, cũng gọi là gì nhỉ? Cậu chung chung thôi, gọi là gì? Medium build, được chưa? Rồi, câu số 10 có mất rồi. Nào, my soccer coach has very legs. À, huấn luyện viên bóng đá của tôi có một cái legs, có legs rất là làm sao ạ? Rất là gì nhỉ? À, thường thường các cầu thủ ấy, lớp mình ạ. Ví dụ hồi xưa cô nhớ các bạn trai lớp cô lớp 12 đá bóng. Úi dồi ôi, eo chân chúng nó cứng kinh khủng ấy. Cô một lần cô bị một phát cả chân mày. Sao mày chân mày cứng thế? Thế hóa ra là con trai lớp mình đá bóng thì cho nên chân rất là cứng cáp và cơ bắp. So we say muscular nha. Ok, được chưa? Thế. Rồi, xong nhá. Wow, vậy là chúng ta đã lại vượt qua tiếp tục thử thách dậy sớm thêm một ngày nữa. Hôm nay đã thứ mấy rồi các em? Thứ năm. Rồi, chúng ta sẽ hẹn ngày mai vào thứ sáu. Ngày mai thứ sáu rồi. À, thứ sáu là sắp được ngày nghỉ thôi rồi không ạ? Và ngày thứ sáu, tức là ngày mai, chúng ta sẽ học về chuyên đề gì? À, cô sẽ gửi lại đường link cho chúng mình một lần nữa nhé. Ngày mai chúng ta sẽ học về character and behavior. À, về cái gì ạ? À, những cái đặc điểm và gì ạ, cách cư xử nhá. Rồi, cấu trúc nhiều, cấu trúc rất là hay nhá. Rồi, em nên xem qua một chút một trước, xem qua trước đi nhá. Rồi, bây giờ chúc chúng mình một ngày rất là happy, vui vẻ, và nhớ một cái loại thuốc mà sẽ làm sao mà sẽ giúp chúng ta chống được con virus của corona, đó chính là happiness. Ok, yes. Sự vui vẻ cộng với cái này nữa các em này. Affection. À, tình yêu thương. Ok. It means your love. Đúng ạ. Rồi. Ok. So Miss, I wish you a happy day. Ok. Have a good day. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày tốt lành nhé. Good night.
Rồi, cảm ơn các em nhiều.